Clip đang gây xôn xao cộng đồng mạng cho thấy cảnh taxi đánh lái qua đường Nguyễn Giang Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thì bất ngờ cửa trên bên phải mở ra và khách nữ ngã xuống ở tư thế nằm nghiêng. Thật may là chị không bị đập đầu xuống đường, chỉ xây sát nhẹ và không có xe gắn máy hay ô tô khác chạy tới lúc đó. Nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau đó người phụ nữ đi lên taxi để tiếp tục hành trình. Sự việc xảy ra lúc 10 giờ 17 sáng ngày 10 tháng 8. Clip thu hút lượt xem lớn trên mạng xã hội với nhiều bình luận. Trong đó, nhiều người chỉ trích tài xế taxi vì quên chốt cửa để khách gặp tai nạn. Qua chuyện trên, chúng ta cũng nhớ nhắc nhở tài xế chốt cửa mỗi khi lên ô tô, đặc biệt là lúc đi cùng con nhỏ.